Dạ xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT nha. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là cái combo sâm trái mà bên vườn con hiện tại đang giao lưu nha. Cô chú mình thấy ưng thì cứ liên hệ vườn con. Thì cái này con lên theo cặp ha. Một cặp sâm trái như thế này thì vườn con giao lưu giá chỉ có 200 ngàn thôi. Vườn con bao phí vận chuyển luôn nha. Tiền ship là 50 ngàn rồi. Nó thiệt sự là tiền ship hết 50 rồi nha cô chú. Hai cây này chỉ còn có 150 thôi, tính ra là 75 ngàn cây. Sam núi trái, đây là mã số 23. Nó cặp mã số 23 này con vô lưu với giá là 200 bao ship. Sam núi trái nha. 200 ngàn bao ship. Tiếp theo là mã số 24. Sam núi trái mã số 24. Cây quấn quái. Mã số 24 này vườn con cũng giao lưu với giá là 200 bao ship nha. Tiếp theo đây là mã số 25. Đó. Mã số 25 cũng 200 ngàn bao ship nha. Đó, nói chung là một cặp là 200 bao ship rồi. Sam núi trái. Đây là mã số 25 nha cô chú. 200. Tiếp theo là mã số 26. Mã số 26 này cũng 200 luôn. Cô chú mình thấy combo nào thì liên hệ vườn con nha.